Đó nào. Rồi, Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì ngôi thờ cúng cho nhà của chú Tư giờ đây đã thượng xong rồi nghe quý vị. Thành thầy di tính đèn led, chị lục tự cũng đèn led nè. Có điều cái máy mình nó máy của bắp cho nên giờ nó hết là đẹp rồi, quay nó không có. Nước màn hình, nước nổ, nước rửa máy. Rồi coi như là ngôi thờ cúng cũng im ha, chúc chủ nhà tu hành tinh tấn. Làm ăn luôn phát tài phát lộc, đặng có tiền nguồn ra đặng giúp đời giúp cho xã hội. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, tiếp tục chương trình đi thượng trang cho nhà đồng đạo, thì hôm nay đại tú đến đây là thuộc về địa phận của xã Tà Đảnh ha, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì tới nhà của chú thứ tư là để thượng trang lên cho chú thím nè. Đây là cái ngôi thờ cúng ha, và đây mời quý chúng ta coi qua chương trình thượng trang của mấy anh em có gì. Rồi đây là cái ngôi nhà thờ cúng của nhà của chú Tư. Đây là ông dọn những cái củ xuống ha. Đọt luôn cái miệng miếng này luôn đi, miếng có chảy lại thì giặt. Còn nếu không chảy lại thì để cái mặt tủ trơn vậy đó, ông quét nó sạch hơn, để cái miếng đó nữa. Để miếng đó nhiều khi nó dính bụi, mình quét không được á chú. Họ giấy tờ với nhóc chân kìa. Kề trên đây nữa nè, Tư ơi. Gỡ luôn, gỡ quan âm, gỡ luôn cái đồng hồ luôn đi. Gỡ hết đi. Cái này thì nó làm cho bản thiên này không? Được. Cái đó là bản thiên quá im rồi. Đây là nhà của chú trước giờ thì có thờ cái tấm nhàn già có hình bông sen ha. Thì cái này là cái phần nghi thức này, thì nói chung là nếu mà chúng ta hiểu về đạo Phật giáo Hảo Thuần tí á, thì chúng ta sẽ hiểu là ngôi Tam Bảo thì phải thờ cái miếng chàng già, chứ không có hình tướng trong đó trơn ha, tượng trưng cho sự vô vi. Mà để thầy cho biết là đạo vô vi của Phật Ăn Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước, nó không có cái hình tướng, không có màu sắc gì hết. Tháo dây điện đồ, trang đồ mình tháo xuống toàn bộ hết để mình thượng lên cái mới hoàn toàn luôn. Rồi, coi như là gỡ hoàn toàn xuống hết rồi nha. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thượng trang lên lại là thượng ngôi cửu quyền Tam Bảo Chân Dung Thầy Lục Tự Di Đà. Rồi, đây là chúng ta sẽ thượng ngôi cửu quyền lên nha quý vị. À, 147 đó là vừa luôn đó. Coi chừng rớt nha anh Sáu. Hở không? Đó, nó bằng miếng này không sao? Dạ, bằng miếng này. Rồi. Rồi được chưa? Rồi. Cái đó là nó bằng miếng ngoài luôn không anh sao? Rồi, đúng rồi. Ở đây là cái khâu mà bắt tắc kê ha. Tắc kê vô tường để mình gác cái chăn Phật lên và mình bắt cái tấm cửu quyền.
rồi khi bắt khe rồi thì chúng ta sẽ gắn mấy cái quyền này bắn vô. Rồi đây là bắt cái nắm cua quyền vô rồi nghe cái gì. Cái kìm này khéo ra. Rồi coi như đã thượng xong cái tấm cua quyền rồi ha. Để tiếp theo chúng ta sẽ thượng ngôi tam bảo, tức là thượng chân Phật lên. Rồi sáu đây là sáu. Cái tràng ngang dài luôn nha. Đây là bắn cái chân Phật vô cho nó cứng nha, là mình thượng tam bảo cho dung thầy. Sáng chưa, sáng không nha. Rồi kính thưa quý vị, đã thượng cái chân Phật xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắn ngôi tam bảo vô ha. Lấy cây thước rồi đưa trên sáu đo đi, đưa trên sáu đo đi. Sáu nhích qua bên 5 ly đi. 45 năm đi. Bên đây có. Qua bên 6 á. 45 5 ly đi. Rồi đo lên 7 nha. Rồi được rồi, đi đi. Thế là bắt cái tấm tam bảo vô sát trên sao, đừng có ấy sát qua nó móp kia móp nhôm mà vừa thôi được rồi, rồi nó chịu vô đó là được rồi. Rồi đã bắt tấm tam bảo xong rồi ha, theo là hai chân dung bức thầy. Dặn ở trên vô xíu. Rồi rồi chút nữa nếu mà có cần nó bắn. Rồi bây giờ thôi, giờ sẵn bắt tấm lục tự luôn đi, rồi hồi hả bắt cho hai dung thầy, để thôi phan đồ nó bụi rớt xuống dung thầy mất công nữa. Rồi thầy sẽ bắn tấm Nam Mô Di Đà Phật lên nữa ha. Xả ra luôn đi, vòng dây cho nó thòng xuống nó đỡ nó nặng. Cái nhôm đậu gỗ gỗ đỏ nó tối hơn cái nhôm màu gỗ vàng. Đụng chưa, đụng sát chưa
tấm rục tự to vậy đi, lấy thước đo đi, đo cho nó quan sáu, quan sáu nhiều nhiều đi chút nữa, quan sáu nữa miếng nữa rồi đo đi. Thì 35. 35 đủ. Anh đo đúng 35 là được anh 56. Bên 33, bên 37 rồi đo lại 35 là đủ. Rồi 35. Này phan hai con thôi, phan con bên hông này, con bên hông đó được rồi, khỏi phan về đâu hết chứ. À, con đó con này bắt xiết vô đây rồi đó. Đưa anh lấy cái đồ, anh mua em mình lấy giò, anh lấy một cái. Em lấy giò đi. Để dựa cho nó luôn. Để cho bỏ xạo gì vậy? Nghe chưa sao? Giờ bắn tấm lục tự dân nè. Đó chưa? Đủ 35 rồi. Rồi, sát chưa sao? Rồi, tiếp theo sẽ bắn hai viên dung thứ thời gian. Này chúng ta sẽ thường hay dung thầy. Giờ anh Sáu rồi. Xích ra. Xích ra cho bằng cái chích ngoài á. Đó. Hỏi sao mà nó nghiêng vậy ta? Đó. Sao kỳ vậy? Sao nó ghê nó nghiêng ngộ. Con bảy được rồi đó, rồi đó con bảy là vừa đó. Cái kỳ vậy? Con bảy được rồi đó, con bảy bắn đi rồi có anh Sáu sao rồi nghe nó nghiêng hay nghiêng ta. À vậy đó. Anh chồng vợ là chồng có cái gì cắm gì không? Được không? Thẳng không? Đó là sao mà gác lên ốc rồi đó hả? Gác lên rồi đó hả?
Rồi coi như là ngôi cứu quyền đảm bảo nhung thầy Lục Tự Di Đà cũng đã thượng xong rồi ha. Rồi Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì ngôi thờ cúng cho nhà của chú Tư giờ đây đã thượng xong rồi nghe quý vị. Thành thầy Di Tính đèn led, chị Lục Tự cũng đèn led. Có điều cái máy mình nó máy của bắp cho nên giờ nó hết nó đẹp rồi, quay nó không. Dạ. Rồi coi như là ngôi thờ cúng cũng im ha, chúc chủ nhà tu hành tinh tấn. Làm ăn luôn phát tài phát lộc, đặng có tiền nguồn ra đặng giúp đời giúp cho xã hội. Rồi Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì chương trình thượng trang của mấy anh em đến đây đã xong ha. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình, đây Tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam Mô Đà Phật.